Xin chào mọi người. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn mọi người vẽ sơ bộ cái hình dạng khối ban đầu để tạo ra được cái vỏ hộp giảm tốc như thế này ha. Rồi, thì đây chính là cái vỏ hộp giảm tốc mà mình đã thiết kế ở trên phần mềm Inventor. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tạo một file mới. Mình sẽ chọn metric standard mm ha. Rồi, ở đây mình sẽ phát thảo sketch sử dụng mặt phẳng XY chẳng hạn. Rồi, ở đây mình sẽ phác thảo một hình chữ nhật. Mình sẽ điên kích thước cho nó. Ở đây mình sẽ cho là 130 và chiều rộng này là, cái chiều dài này là 330 ha. Rồi. Thì cái này chính là cái thân của hộp giảm tốc. Ở đây, đây là cái đáy phía dưới mà dầu nó sẽ chứa dưới này ha. Đó, cái lượng dầu ở dưới cùng, cái chiều cao thấp nhất của nó. Rồi, thì mình sẽ ràng buộc cho nó ở đây sẽ là 15 này. Cái này sẽ là 20. Và chiều cao này sẽ là 5. Rồi, tiếp theo thì vị trí này chính là vị trí mà cái que thăm dầu của mình nó sẽ được đặt ở đây ha. Thì mình cũng ràng buộc thằng này và thằng này vuông góc với nhau. Cái góc này là 45 độ. Từ đây đến đây sẽ là 40 ha. Và khoảng cách này mình sẽ kéo ra đây là 30. Đó, thì mọi người sẽ đim tất cả các kích thước ràng buộc. Rồi, đã fully constrained ha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ finish sketch. Thì chúng ta sẽ có được một cái bi dạng như này. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng lại trúc. Mình sẽ quét chọn hết cái này ha. Chuyển sang hai bên, mình sẽ chọn đối xứng symmetric ha. Rồi ở đây mình sẽ nhập độ dày là 76. Ok. Thì chúng ta đã có một cái khối cơ bản. Đó, đây là cái vỏ hộp giảm tốc, cái khối đặt cơ bản ban đầu ha. Rồi thì bắt đầu mình sẽ cắt gọt bớt đi. Ở đây mình sẽ phác thảo theo khoảng này. Vị trí này á, nó chỉ có ở trên giữa thôi, nên mình sẽ gọt đi hai bên ha. Thì ở đây mình sẽ vẽ hai cái sketch. Ok, mình sẽ vẽ hai cái hình chữ nhật như thế này. Rồi, mình sử dụng Project Geometry để ràng buộc thằng này lên. Đó. Rồi, mình sẽ sử dụng Collinear này để mình ràng buộc nó lại. Đó, thằng này với thằng này. Thằng này và thằng này. Và thằng này với thằng này. Rồi mọi người chú ý ở cái này á, thì mình sẽ phát cái này, cái cạnh này mình sẽ xóa đi ha. Mình sẽ xóa thằng này đi. Biên dạng của nó là mình muốn như này này. Đó, nó nghiêng như thế này. Rồi mình sử dụng trim để mình cắt những cái thằng dư này đi ha. Rồi mình sẽ ràng buộc bằng nhau, thằng này với thằng này bằng nhau này. Thằng này với thằng này bằng nhau này. Và cái thằng này. Sorry mọi người. À, mình sẽ ràng buộc hai thằng này bằng nhau. Nhưng ở đây nó chọn nhầm cái đường này thì mình sẽ ràng buộc cho nó collinear với nhau. Hai thằng này cùng phương. Rồi. Ok. Rồi mình sẽ ràng buộc kích thước ở vị trí này á sẽ là 40. Và vị trí này sẽ là 32 ha. 32. Chiều cao của thằng này thì mọi người sẽ project cái thằng phía sau ra, sử dụng project geometry. Xoay cái hình, mình sẽ chọn cái điểm, cái đường này ha. Đây, chính là cái đường này. Rồi, sử dụng ràng buộc collinear để mình ràng buộc thằng này và thằng này. Đây. Những cái đường, cái đường mà mọi người không dùng á, mọi người có thể quét chọn và chuyển thành condition ha. Để nó không có tác dụng dựng hình. Đó. Finish sketch. Sử dụng lại trúc. Thì mình sẽ quét luôn hai cái biên dạng này. Sử dụng là cut ha. Và mình sẽ chọn là tool luôn. Đấy, thì nó sẽ cắt hết. Rồi, và chúng ta chỉ còn ở chính giữa thôi. Ok. Rồi, tiếp theo mình sẽ tạo cho nó cái vỏ. Rồi, đây là một khối đặt ha. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái độ rộng cho nó. Thì mình sẽ chọn vào lệnh cell. Đối với cái hộp giảm tốc này á,
thì cái độ dày của cái vỏ này nó sẽ là 8 ha. Mình sẽ nhập là 8. Đó. Rồi. Mình sẽ chọn cái mặt này để nó remove cái mặt này đi, tức là nó sẽ bỏ mặt này đi ha, để mình nhìn vào trong được. Rồi tiếp theo nữa thì bấm vào front. Ở đây này, mình sẽ có các cái độ dày là 8, nhưng ở vị trí mà có que thăm dầu này, độ dày này phải là 15 ha. Và độ dày ở dưới này là mình cho là 9.5. Nên đây mình sẽ sổ thằng này ra này. Mình sẽ click to add. Nhập ở đây thích nhật, mình sẽ nhập một cái là 9.5. Và click to add một cái nữa, mình sẽ nhập là 15. Rồi. Thì mình sẽ click vào cái select này ha. Đối với thằng 15 á, là cái thằng ở trên này không? Thì mình sẽ xoay, mình chọn cái bề mặt này. Đó thì mọi người click vào Pro, mọi người sẽ thấy độ dày này sẽ dày lên là 15 ha. Rồi, thằng 9.5, tương tự mình sẽ chọn cái mặt dưới này. Này ha. Đó. Rồi. Rồi như vậy là xong, mình sẽ click OK. Như vậy thì chúng ta đã có được một cái vỏ như này. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ tiếp tới cái chân đế của nó ha. Thì mình sẽ dùng Start Sketch chọn vào bề mặt này. Mình cũng sẽ vẽ hai cái hình chữ nhật. Mọi người có thể sử dụng Mirror ha. Nhưng ở đây mình sẽ vẽ sketch này luôn. Mình nghĩ là cái này á, nó sẽ đỡ tốn cái lệnh filter cho mình hơn, nên mình sẽ sử dụng trong sketch. Đó. Còn nếu mà mirror thì mọi người phải mirror, nó sẽ có thêm một lệnh mirror nữa. Thì mình không thích đó nên mình sẽ vẽ trong sketch như này. Rồi, mình sẽ dùng trim để xóa những cái này đi. Đó, nó có một cái khoét như này. Rồi mọi người project thằng này lên, project thằng này nữa, khoét hết, chuyển thành condition. Mình sử dụng collinear ràng buộc đây, ràng buộc thằng này vào thằng này, thằng này vào thằng này. Mình sẽ kéo, nắm kéo nó vô một tí ha. Rồi rồi mình sẽ ràng buộc bằng nhau. Mình sẽ ràng buộc thằng này bằng thằng này này. Mọi người sẽ hình dung là đây là hai cái chân của nó và nó chạy từ đầu tới cuối ha. Đó, hai thằng này bằng nhau, hai thằng này bằng nhau. Rồi, hai thằng này thực sự nó mang tính chất đối xứng ha. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ ràng buộc kích thước cho nó. Thì ở đây vị trí trong này sẽ là 60, phủ bì của cái đế này sẽ là 195, chiều cao của thằng này sẽ là 25, và khoảng cách từ đây đến đây là 5. Rồi như vậy thì mọi người đã có cái biên dạng của cái đế ha, hai bên đối xứng với nhau. Mình sẽ finish sketch, chọn vào extrude một lần nữa, mình sẽ quét chọn. Rồi mình sẽ đảo hướng lại ha, đảo hướng lại cái này, chọn vào tool. Rồi mình sẽ chọn cái bề mặt mình muốn tới đó, tool tới đó thì mình sẽ chọn mặt này. OK, như vậy thì mọi người sẽ có cái vỏ hộp dâm tóc và nó có hai cái chân đế như thế này. Tiếp theo mình sẽ vẽ cho nó cái mặt bích trên này. Thì mình sẽ phát thảo sketch trên mặt này ha. Chọn cái mặt này. Mình sử dụng project để project cái biên dạng ngoài. Đó, cái biên dạng ngoài của thằng này. Mình sẽ dùng nó để dựng hình ha. Nên mình không chuyển condition. Vẽ thêm một cái rectangular nữa. Đây. Sau đó mình sử dụng ràng buộc, những cái ràng buộc ngang horizontal và vertical này. Mình sẽ ràng buộc ngang là cái tâm của thằng này và tâm của thằng này, và hàng dọc là tâm của thằng này và tâm của thằng này. Sau đó mình sẽ ràng buộc kích thước cho cái hình chữ nhật ở ngoài. Ở đây mình sẽ cho nó là 150, thằng này sẽ là 390. Finish cái ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng lại trúc để mình ít trúc cái biên dạng xuống. Chọn biên dạng này, biên dạng hình cái vành ở ngoài ha. Và mình đảo xuống. Độ dày này mình sẽ cho là 16. Đây. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái khối thô của hộp dâm tóc như thế này. Rồi, thì trong video này chúng ta sẽ vẽ tới đây. Hẹn gặp mọi người ở các bài học tiếp theo. Xin chào mọi người.